Về cái việc ăn hoa quả này thì thấy mình thấy có một số bạn nó có hai thứ này, một là về việc ăn hoa quả là mình thấy có một số bạn bảo là chó ăn hoa quả nhiều là không tốt. Thì mình cũng không hiểu là các cái thông tin đấy các bạn lấy ở đâu ra. Chó ăn hoa quả nhiều là không tốt. Rồi chó ăn nho nữa. Thỉnh thoảng mình có quả nho cho chúng nó mấy quả này, cho ăn nho nhiều là không tốt. Thực ra nho thì lấy đâu ra mà cho ăn nhiều, mà sợ là ăn nho nhiều không tốt. Với cái thứ hai nữa là cái quả nho ấy, ngày đấy là cái kiến thức ngày xưa thôi, ngày xưa bảo là quả nho nó độc với con chó, nhưng mà nó không phải như thế đâu mọi người. Nó có một cái chất ở trong đấy là nó không có tốt cho con chó, nhưng mà nó có 10 cái chất tốt cho con chó. Đấy, mọi người phải nhớ nó là như thế. Chứ đừng có tin vào mấy cái trang báo linh tinh vớ vẩn. Người ta cứ nói bừa rồi đến khi rồi cứ thấy cái gì cũng thấy rủi ro. Tùy thứ thôi mọi người. Mà cái quan trọng là chúng ta cũng không cho nó ăn nhiều những cái mức ghê gớm như thế. Còn cái hoa quả, những cái loại hoa quả này thì nó rất là tốt cho con chó. Như cam này là nó rất là tốt cho tiêu hóa này. Cam tất nhiên là cũng không có nhiều để cho chúng nó ăn đâu. Còn bạn nào mà ở cái vùng trồng cam ấy thì ok, mọi người có thể có sẵn. Chứ còn bình thường mà đi mua thì cũng cho nó ăn ở một mức độ nào đấy thôi. Và cái loạt này vào cái loạt cam chua thì mới đến lượt chúng nó thôi. Chứ còn nếu mà vào cái loạt cam ngọt thì nếu mà có chia ra cho chúng nó ăn thì chắc mỗi con quả vậy thôi. Mua 10 quả, người ăn 5 quả, 6 quả gì đấy thì còn mấy quả chia ra cho chúng nó ăn nếu chúng nó thích ăn. Đấy là chiều chúng nó cho nó ăn thôi. Chứ nó không phải là... Còn đấy nó như là cái gì đấy. Thực ra mà nói thì nó cũng là theo cái kiểu như là gọi là như là cơm ấy. Có chúng nó có đồ ăn riêng của chúng nó và cũng có lúc là cho chúng nó ăn theo kiểu cơm thừa canh cạn. Đấy là cái việc bình thường. Những cái đồ gì mà chúng nó ăn được mà người ăn mà cảm thấy không khoái chẳng hạn thì nhường như chúng nó ăn, để cho lại cho chúng nó ăn. Nhưng mà bọn này thì nó thích ăn ấy này lắm. Cam mà thích ăn lắm. Mỗi con phải ăn được 5 quả. Cũng chưa cho chúng nó ăn nhiều quá đến mức đấy bao giờ. Nhiều lần nào cho ăn nhiều lắm thì cho mỗi con ăn 3 quả thôi. Chứ còn đây là như hôm nay là cho mỗi con ăn... Hôm nay hình như là cho mỗi con ăn 2 quả hay sao ấy. Hình như là cầm lên 6 quả. Mỗi con ăn 2 quả là... À, tí tã rồi. Ngồi dậy đi, Siro. Ngồi lên đi, Messi. Ngồi. Ngồi dậy. Nằm thế. Nằm ì ra vậy hả? Để cho nó đỡ ngại hả? Chứ không thì nó nước dãi nó chảy ra nó sâu hổ hả? Lên chén thôi. Gọi lên chén mà còn này à thế hả? Úi xa. À. Thế hôm nay Messi vào trong. Messi vào trong. Messi. À, Pila ngồi đấy. Ok. Ở đây nhá. Nào, chờ yên, chờ anh một tí. Không. Rồi tí nào, Siro. Tí sẽ có câu chuyện để mà nói. Nhà có rất nhiều dao nhập hàng Thái, nhưng mà khi mà quay video thì sẽ dùng dao của Việt Nam nhá, rất đặc trưng cái màu dao mọi người thấy không, dao của Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Rồi 4 miếng, yên từ từ 4 miếng thì cho con cho như mì bé ăn trước này, pila này. Này ôi giời ấy, vừa thơm rãi nước dãi chảy ướt hết đùi anh rồi. Ok ngồi đây, vô cùng ngọt luôn, mê luôn. Nhai nhá. Phải nhai đấy. Chơi cái bài này đi. Là hầm. Còn là hấp thối rồi. Siro này.
và pila không biết ăn này. Để yên, để anh cắt ra cho hai con, nó dính cái hạt mọi người, để cho chúng nó, bởi vì là cái chung chung này cái hạt nó lành, cho nên là để cho chúng nó ăn cả hạt, chứ còn nếu mà móc cái hạt ra cái thì nó mất công, nếu móc hạt ra thì nó sẽ chém còn lành nha. Đây, siro lên đi, chỗ siro đâu, lên rồi, ngồi đấy, cho siro thêm. Mì, thế được rồi, sầu riêng chôm chôm này để tí giải quyết sau. Để anh cho mấy đứa ăn cam trước nhá, hôm nay cam nhiều, lùi lại, ngồi lùi lại, ok. Đây cam đây, phải ngồi xích ra một chút, bởi vì sao, bởi vì là cắt nó không ấy. Nào mì, ngồi xuống đấy, giờ là phải ngồi tránh ra một chút nhá, để anh xoay như này thì cho nó đỡ vướng. Để anh ngồi xích lên. Mấy đứa cứ ngồi yên đấy. Một múi này. Cam này thì hôm nay là cái cam phát này mua nó hơi chua, thành ra là người chê thì thành ra là lấy mấy quả cho chó, vì nó nhìn nó thế này thế nhưng mà nó chua lắm. Mua đúng vào cái loạt cam chua, thấy người bán bảo là phải chờ cho nó ương ương nó mới ngọt. Nhưng mà mình cũng không biết thế nào là ương mà lại cam lại chót cho vào trong tủ lạnh mất rồi. Thành ra là sợ nó không ương được, nên là thôi cho chúng nó ăn luôn. Bọn này nó ăn cam thì nó cũng tốt. Lần lượt nhé. Siro cứ từ từ đi, siro chảy nhiều dãi quá. Mi. Mi. Đây. Này, của mì nhá, mì hầm thế, mì hôm nay lại chê cam, ui sao, cái vỏ này anh sẽ giữ lại để anh đun, anh lấy ít tinh dầu cam, anh xịt đuổi muỗi. Cái cam này, cái tinh dầu cam này nó thơm lắm mọi người, mọi người mà có thích làm cái tinh dầu cam, nếu mà hôm nào mà ăn cái cam này vỏ dày này thì mọi người chỉ cần cho vào, mọi người giữ lại cái vỏ này thôi, cho vào trong cái song với lại cho một ít nước vào, thế là đun sôi lên, đun sôi lên khoảng tầm 30 phút, cho nó sôi khoảng tầm 30 phút, rồi để vứt nguyên nó ở đấy, cứ vứt nó ở đấy cho nó nguội. Đến khi nó nguội rồi thì mọi người lấy cái nước ra thôi, cho ít nước thôi, nước sấp sấp thôi, thì nó sẽ lấy hết những cái tinh dầu ở cái vỏ này ra. À, cái tinh dầu đấy là để nó phải để được, mình cứ làm thế là mình cho vào trong cái chai mình xịt, thì nó phải mỗi lần như thế nó phải để được khoảng tầm 10 ngày. 10 ngày thấy nó vẫn thơm, nó không bị hỏng, nhưng thường là xịt là 10 ngày là hết rồi. Thỉnh thoảng xịt xịt cái phòng tí cho nó thơm. Với lại cái tinh dầu này nó có tác dụng là nó đuổi muỗi, đuổi ruồi, đuổi muỗi, ruồi muỗi nó không thích cái mùi này. Mi ngồi yên đấy. Mi không ăn cam thì Mi phải chờ. Chờ để cho các em nó ăn cam xong, rồi tí nữa ăn đến thứ kia thì Mi mới ăn được. Còn nếu mà không thì ngồi đây ăn cam với này mấy đứa. Không thì Mi ra đấy Mi ngồi cho nó nhìn cho nó đỡ bực. Còn để cho các em nó ăn cam. Cho các em nó ăn cam xong đã. Đó, làm cái tinh dầu cam nó đơn giản thế thôi. Làm để nhà dùng thì giữ lại cái vỏ này mà cho vào, gọi là cho vào luộc, luộc cái vỏ lên cho nó sôi độ tầm 30 phút là được, chứ cũng không cần phải làm cái gì lằng nhằng. Sau đấy thì để cho nó nguội, để cho nó nguội không là cứ để yên đấy, để cho nó sau khoảng tầm 4-5 tiếng gì đấy đi. Rồi sau đấy thì lấy nước. Con siro đi lên xuống nơi nào, lên nơi đấy. Siro, đi vòng nữa kia. Vòng nữa kia.
Vừa xuống đây nào. Đây. Đấy, trèo lên nữa đấy. Lòng vòng. Thì là không thích ăn mấy à? Được, không thích ăn, thế thì để cái này đi. Tức là bây giờ là bô lão rồi, là cũng ăn, phải ăn như con Yumi hả? Được, ok, chờ tí. Đây, đánh bóc cho mi lùi lại. Từ từ. Đây. Ý là gì không? Ý là con Yumi nó được thì con Yumi nó ăn cái đấy thì Pila cũng phải được ăn cái đấy. Thế bây giờ ăn miếng này đi. Lúc nãy chỉ có Siro với lại Melsi là chiến tuốt. Đây nha. Thế cái phần này là phần để cho hai bà già nha. Hai bà già được, hai bà già hơn được chiều hơn nhá. Là bà già Pila và bà già Yumi. Ok, đã hết. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.